Hải xin chào cả nhà nha. Hôm nay Tân cùng anh Hoàng Em, anh Ninh sẽ đi săn đêm. Mấy anh em sẽ đi soi ban đêm rồi có gì bắt nấy cả nhà. Hải thì sơ sơ tự nhiên cái lụm được nhái dưng hết rồi. Còn cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Mấy anh em đang ra đồng. Hôm nay mấy anh em sẽ đi soi chuột, ếch, cá đùm lum hết trơn nha. Hôm nay phải bữa nay mình đem cái lo tọc đây luôn ngon à. Bữa nay bắt còn chắc nhóc. Hồi sáng mẹ vợ em nói ai bán cho bả một bọc mười mấy ký. Hỗ trợ đập dài 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 tới cho nó giòn nha. Đập vô mấy cỏ. Dưới kìa. Đập tới anh em. Đập tới anh em. Chụp đi. Đập. Người đập người chụp ngon hơn à. Cái hải lúng như vậy. Dính rồi. Đó, đó. Rồi, con đầu tiên các bạn ơi. Chuột quá trời. Hôm nay mấy anh em sẽ đi bắt chuột nấu cháo các bạn ơi. Nói đã đi. Ấy ơi. Ấy ơi. Chạy đẳng rồi đó. Nè, tới đây nè. Đây rồi. Tới đây luôn rồi, chạy lên bờ luôn rồi đó. Lên bờ đê luôn rồi. Nghe tiếng gió bên ngoài em á. Vô hang rồi, trên bờ đê á. Cái nè, trên này nè. Nhái hiểm nên bắt luôn nhìn. Nó, mập đó. Nó, ừ, nó cũng bự đó. Bắt lại đi. Trời ơi, nhái gì nhỏ gì nữa. Được rồi. Chê gì nữa. Nhái. Lấy trẻ sội nó. Dính nè, quá bự rồi, nhái chà bá trời. Trời ơi, nhái nè các bạn ơi. Dương ếch. Dương ếch. Đó nè, bắt nhái nè, cũng im nữa nè, nó cháo im nè. Rồi chợ nhái nó bự. Nhái bự cũng bận ếch không ơi. Đây với con mắt tinh tường của mấy anh em đi săn thì người ta nhìn mấy gai nha. Yếu yếu như mình nhìn không ra đâu. Tại cự ly rất là xa ta soi. Mập luôn hả? Ồ. Bự dữ vậy. Nhái bự bự không? Trời ơi, nhái nè. Nhái này bắt chút xíu gỡ ký, 1 ký, 2 ký khỏe luôn. Đây, đây là buổi săn đêm miền Tây nha. Chút xíu mấy anh em về sẽ nấu cháo, nhà cũng có con chuột cống nhum nữa. Ở tập trước thì mấy anh em vô tình bắt được chuột cống nhum. Đó. Sẽ mấy anh em sẽ mần mồi. Bắt đi. Nhái bự dữ. Ừ. Bắt cua đi rồi bỏ vô. Ủa cái hang thầy ơi. Ờ, tưởng nó nằm trên nha, cái hang dưới á thầy chứ. Ờ, tưởng nó dễ lụm, thọc nó thọc vô trong. Tôi vừa tính nó bắt cua bỏ vô cháo cho nó ngọt. Thọc lại này nhá, bự bự không ông ơi. Ông thầy vô nhái. Bắp hương luôn kìa, nấu cháo luôn kìa. Bên này phát hiện chuột các bạn ơi. Còn cỏ nè, chẳng có chỗ có cỏ bịch bịch nè. Đây nè, kẻ nè. Ừ, họ đây. Kẻ nè ông thầy, ở trên có hàng nữa đó. Này mấy anh em đi không có tục ếch nha các bạn ơi, mà hình xui có thể dính ếch luôn. Dạ dạ anh đây. Ghế gì chua ăn. Hang đâu rồi? Chua hang rồi. Chưa chạy tới đây nè.
hả? Có đem ná theo nha các bạn. Thấy con gì săn dữ vậy? Có đem ná kìa. Bạch trâu bên đó, bạch trâu. Có bắn được. Nhái hết. Phải hết hay vậy? Hết. Ồ, ồ. Ê, em bắt cho. Thời tới cản nổi rồi nè. Đây, bắt hết các bạn. Yeah. Ê. Hết. Cà cháo hết ăn rồi. Tính đâu con nhái không nổi hơn. Con gì nè? Đi đắng lắm đó. Con gì cũng lụm ấy, con ăn được lắm. Con nào ăn được lắm. Phải không, cầm mắt phải không? Đâu vậy? Đâu rồi? Còn không? Nhái bắt nhái luôn. Thấy rồi. Có phải không nữa? Tốt chỗ dụng nước phải không? Nó nhỏ xíu à. Nhỏ. Nhá. Dít nó không chịu đi nè. Này, buổi tối mấy anh em đi săn. Đêm rất là vui nhưng mà rất là mệt nha cả nhà. À, hy vọng cả nhà mình sẽ vui là chính. Ở đây sáu ruộng này lúng như ta. Bắn chung hả? Bắt nó luôn, bắt luôn. Thảy ra đây nè. Lẹ đi để nó rút bây giờ nè. Bắt lẹ lên. Bắt. Mẹ không dám bắt nổi. Bắt luôn vợ rồi. Đâu rồi? Đâu rồi? Thấy đâu? Đó đó. Chung mất tiêu rồi. Trời ơi ông thầy. Ba không dám bắt rắn. Làm đủ mất tiêu nhé. Trong đây hết ba thằng không dám bắt rắn này. Còn có cây comment. Không. Lên bờ rồi đó, tốt đẳng rồi đó. Tốt đẳng luôn á. Ừ. Vô hang không? Thấy nhảy lên đó đó, nó chưa có xuống đè đâu. Thấy hang không? Xích lên á. Ừ, đâu trên góc bát trên á, bên tay phải á. Ừ, đó đó. Nhảy lên đè bên kia luôn quá. Bắt trà bá luôn. Bắt trà bá, trời ơi. Dạ, mẹ. Ê, nhá bự nè, ông bạn. Đây. Kể ngựa đó. Nè, tay mình cũng bắt nhái ghê lắm nha các bạn. Lên rồi. Còn đó. Đó, cái đó đó. Trời trời. Thầy. Quá trời đèn sáng thấy bóng. Trời trời nhiều lắm á trời. Nhiều lắm rồi. Ngái trà bá luôn nè. Mệt rồi. Trời ơi trời. Ngái nè các bạn ơi, lẻ lẻ vô vô. Trời trời. Bự. Hôm nay mình cũng đi bàn dữ ta. Nhiều quá. Nhiều rồi đó. Nhái bự không á. Hiện nhái hết kìa các bạn. Nhảy cái gì đó. Là tới hai con hả? Đánh bắt cặp cái gì. Ôi bự rồi trời. Mập xuống con. Mập xuống. Chú kia mập thì phải mập. Đây, này chú bắt. Khôn lắm các bạn, kêu mập mập. Nhái có vậy. Nhái bự ghê. Nhái gì hết. Mấy năm nay nhái mới bự dữ vậy ha. Ừ. Đó giờ nhái đâu có dữ gì. Phát hiện con nhái nha các bạn. Nhái này cũng trọng.
ngập xuống. Đấy. Xuống. Nhìn ơi. Hai. Ơi. Tưởng vô hai nữa. Đó các bạn. Thọc cái tay vô luôn cho nó khỏi sảy. Kinh nghiệm. Bắt. Nó bự. Đây giờ mấy anh em thu đội từ từ các bạn ơi. Mấy anh em sẽ đi vô. Trên đường có con gì bắt con nấy nha. Cũng đủ nấu cháo rồi. Chuyến đi săn cũng khá thành công. Thì cái này phải hết sức khéo léo, nếu mà chặt đàn cái là mất liền các bạn. Đó, nhái nó rất là khôn. Qua đàn nghe nó mà yêu cầu mà mình cái đàn nhá chỗ khác cái là nó hợp mọc xuống liền. Mất. Tại anh em thấy soi nó bằng con mắt. Rất là hay. Nãy bự không? Đó, này lúng quá vậy. Thấy này. Bự á. Bự rồi. Năm con này. Ôi trời, con này nó bự. Người ăn không hết. Nó bự lắm á. Đứng đó đâm hết chứ đìa cái. Đứng đó đi, đừng đi tới chỗ mấy đìa đâm hết á. Đấy, nó lặn được. Thấy không, còn không? Còn. Còn. Đây chiếc lợi phẩm của mấy anh em các bạn ơi. Đây. Đây, anh ngoài em đã dính thêm con ếch bự nữa các bạn ơi. Quá ngon. Nãy đâm dính hả? Ừ. Đây mấy anh em gặp con chim ăn mũi, con chim gì nè. Nhưng tôi có bông không thầy ơi? Ăn mũi. Đấy, chào cả nhà, bây giờ mấy anh em về nấu cháo các bạn ơi, nhiều quá nhiều rồi nè. Nè, coi nè. Nhiều ếch. Như đây dư nó cháo ở nhà còn chuột nữa. Bạn xem tiếp video nhé. Đây cuối cùng hôm nay cũng đi săn được hai con ếch. Đi nhái quá nhiều rồi. Ếch đã bự thiệt. Ngon lành. Đây giờ mấy anh em về cả nhà. Về nấu cháo. Hai chào cả nhà nha. Bây giờ mấy anh em đã về. Chiến lợi phẩm được nhiều các bạn ơi. Nấu nước sôi mổ bụng này về. Ai biết đâu hỏi anh Hoàng. Đây mấy anh em sau một chuyến đi bắt ếch nhái thì được nhiêu rồi các bạn ơi. Bây giờ mấy anh em sẽ làm để nấu cháo. Đây có gạo đất luôn nha cả nhà. Chiều mấy anh em cũng tranh thủ bẻ gạo đất nhổ. Bây giờ mấy anh em làm. Giờ xem tiếp video nha. Đây sau một chuyến đi săn thì mấy anh em được mới nhái các bạn ơi. Cái hai con ếch đây nữa. Quá êm rồi. Mà cháo này cũng thịnh soạn nghe. Đó, các bạn xem tiếp video nha, xíu mấy anh em sẽ nấu cháo nha. Đây. Cái nồi cháo sôi ồng ọc rồi các bạn ơi. Đó, buổi tối nói chung là vậy là quá êm rồi. Đây, phần tỏi đã được ông thầy bầm xong rồi các bạn. Đó, xíu xem mà tỏi đó. Đây, quá êm các bạn ơi. Quá đã luôn. Nhiều đây ba người ăn bệnh luôn. Quá êm. Dữ rồi, dữ rồi. Đây là bự quá. Tới xà beng luôn. Quá êm rồi. Cái này không phải lên đất trưởng các bạn ơi. Đó. Ăn gì hoài vậy? Sao không thầy ốm nữa không thầy? Dính nó dính. Nhỏ lỡ nè. Dính. Lấy bột ngọt ha. Ủa, nhiều lắm bộ con chảo dữ dằn luôn á. Rồi sắp chảo luôn nè.
Sao? Nhăn luôn. Khỏi ăn luôn. Ừ. Được rồi, bỏ gia vị vô rồi. Rồi nó chín quá, cũng ngon. Đây, muỗng bột ngọt. Đó. Đường cho nó ngọt. Đó, xíu mình bỏ thêm nước mắm là vừa nha cả nhà. Đó. Ít thôi, nó chè, chè ít. Nửa chai thôi. Ít thôi. Ít rồi, lít rưỡi đi. Ừ. Rồi, cháu quá em. Được quá. Xe ben này hơi bự. Để cho nó thấm chút xíu, mình bỏ vô cháo một cái khỏi xé mỡ tỏi luôn. Đâu cần xé mỡ tỏi đâu, thứ này nó thơm tới, thứ cái gì cho nổi. Này, buổi tối miền Tây, anh em chơi quên lối về. Đây phần hành nó nên đã cắt xong rồi, cái này mình bỏ vô cháo ăn tới luôn các bạn ơi. Quá quá xá các bạn ơi, cái gì chịu nổi. Đây, cháo ếch, cháo cháo nhái. Tới chuyện những cái chậu 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 mấy cái ếch nhái nè, quậy mấy nhái nè. Bùng mấy tan ba chín rồi mới chờ cải đảo mà cái nhái lên đảo đảo thịt lên. Ừ, tới luôn các bạn. Cái nồi này 80 người ăn. Hồi nãy mà ngấy ra ổng bị nguyên cái bầy mũi chết luôn, mình đâu bị chết đâu, ngộ. Trời ơi, thôi kệ đi, họ cho ăn trứng lại. Cho ăn trứng lại. Muối tiêu luôn. Tới cái nồi luôn các bạn ơi. Cháo có muối tiêu. Mở, mấy cái mỡ rồi, ôi. Phô câu vậy nè, ôi. Muối nó đang lớn á. Ở dưới, ừ, cục không hả? Ừ, nhớ, nếu muối cục được mà. Nửa keo rồi. Nửa keo thôi, nhiều quá mặn á, nửa keo thôi. Ít ít thôi, hỏi gì sửa được. Thử thôi. Nó được. Được rồi, 2kg các bạn ơi. Bỏ lộn 2 muỗng. Được rồi, nãy bỏ vô kia rồi, bỏ đó nữa. Nó có gì đâu. Hay đặt không đấy, cái hay đặt gì? Đặt. Tại vì sao không? Nó nở mà, gạo nở ít rồi. Ok. Quá đẹp. Đó. Quay đều. Buổi tối miền Tây giờ này gần 10 giờ rồi. Sắp được ăn rồi. Nãy giờ bên em làm cũng gần tiếng đồng hồ đúng. Ok. Nếm lại có dừa không? Chưa, cho muối nó tan quá. Muối cục nó lo tan hơn nó rồi. Đây, sau một cái chuyến đi răng bắt ếch nhái ngoài đồng đơn giản thì mấy anh em cũng được cái nồi cháo đêm khuya. Quá ngon. Tập. Ồ, mỡ, hơi cái mỡ. Cận cảnh cái mỡ luôn thầy. Wow. Sao? Chưa hả? Chưa. Thầy thiếu muối một tí. Thôi nè, mỏ nè. Rồi dạ. Cũng được rồi, cha nước mắm vô. Thử đi đi. Kìa, thấy cái phao câu của nấy đâu rồi. Thử ra nấy. Nấy, đeo phao câu vô cái nấy. Nấy này đi bắt cá mà thọt vô mấy cái hàng cá chốc cái mỏ cũng giật lắm mà. Sao? Được rồi. Mình chế thành vô. Khoan. Bước xuống nha.
Thôi, rồi, vô luôn đi. Hết luôn đi. Thẳng luôn anh em ơi. Thẳng luôn. Bỏ cái nắp hết luôn, đẩy lại. Rồi, xong các bạn ơi, xem miếng tiêu nữa vô là vừa. Cháo đã xong. Giờ mấy anh em ta ra ngoài đàm đạo. Đang ăn thôi nghe các bạn ơi. Không có nhậu nhẹt gì. Nhậu nhẹt hoài hư người. Đây. Mình điểm nhẹ lại cái nồi cháo nè. Hết biết. Đây nguyên cái chùm trứng gì quá trời luôn nè các bạn. Trứng nhái, trứng ếch. Trứng còn ếch. Wow. Trứng ếch trứng nhái ăn được nha cả nhà, mà còn cái trứng cóc là thua các bạn. Ăn là năm sau là xanh cỏ nha cả nhà. Đâu có ăn vô cái này. Quá nè, tới ngày mai không hết. Đây phần ớt 20 trái cắt gần hoàn thành này các bạn. Được rồi, dữ lắm, ớt này cay lắm. Ôi không, bây giờ muốn cay xé lỗ mũi. Ôi em. Đây thế là cái nồi cháo đã xong. Bây giờ mấy anh em cùng giải quyết cái nồi cháo này. Các bạn xem tiếp video nha. Nóng nổi. Ốp mệt lại. Đang giấu hề. Này bây giờ mấy anh em đang bắt đầu động tác thứ nhất là lật gạo nếp đá. Đó, bẻ vô nha. Khúc. Ủa, lá bự bự không em cày. Để bỏ vô cháo xèo lại liền. Tối nay về bầm mình về nha. Bầm mình đó, không biết ai bầm mình đó. Hỏi ai bầm mình mới được. Ai bầm mình đây. Thơm nha, cái gạo đắt. Nhắc ra cái mùi bay nè, tiêu nè. Chuyện cháo nó tiêu nè. Quá thầy lãnh đồ. Ui chết luôn thầy. Quậy hai ba cái lên đồ trời. Ếch này ngu thì chứ. Ngóc đầu sớm. Cá ăn trứng ếch ăn đùi. Chết luôn. Chết luôn. Chơi múc mạnh mạnh lại đi. Nhái rồi nhiều vô đi. Còn nhóc đó. Ông thầy không ăn thịt. Là ông thầy ấu ấy. Chết là, ngộ vậy đó. Ngộ. Nhái đâu hả thầy? Đó, nhái nãy mới mở lên. Ừ. Đó, nó trời. Ừ. Ờ, ông đòi ăn xương. Chết luôn. Cháo ếch nhái gạo đắng đất. Ăn kiểu này nóng lắm chứ không phải mà không phải mát mà nóng. Nóng. Đó. Ông ăn ếch mà ăn tí gì? Trời ơi, chết luôn. Thầy hết ăn ếch rồi. Dư luôn. Buổi tối vui vẻ nha cả nhà ơi. Đợi nãy giờ. Ôi có phao câu nữa rồi, dánh rồi. Anh đi. Đợi. Chết luôn. Chết không phải. Này múc cho em trước luôn. Một thồ 30k. Quay clip nữa biết sao chứ thấy hơi cục pin rồi đó. Chán hàng quay làm có cái tẩm bên ruột. Dư nữa. Dư. Ăn mạnh mạnh vô đi, tao không có dư. Nãy giờ đựng tô này là xong rồi. Nãy bây giờ em ăn cơm rồi. Nãy em thầy cũng là sai lầm. Bị dụ. Bị dụ nữa gì không ăn cơm rồi. Thôi nãy ăn cơm, tao cá rô cũng trứng không ông ơi. Ừ. Hoa trà đá luôn. Kệ theo kìa. Ta chưa múc nữa kìa múc luôn. Thường thì cái cháo. Ủa tiêu kìa. Tiêu mới ngon. Tiêu thơm. Cái cay. Ớt nãy chịu nói tôi nhét vô cái đùi. Chấm cái đùi. Trời ơi chết ông thầy rồi. Chết ông thầy rồi. Tới không? Chấm vô. Chết. Vô chắc nóng lắm. Nóng gì đâu, có hai cái đùi đó. Nó nóng cần nóng cái không á. Ừ. Hên đó. Đây mỗi người một tô. Trời ơi cái gì chỗ nãy nghe anh em ơi.
buổi tối đơn giản. Đơn giản mà như đang giỡn. Đơn giản mà no. Đơn giản mà no. Cái này cũng 10 giờ đó. Lúc mấy anh em động muỗng là cũng 10 giờ. Gạo gì vậy đấy? Gạo này nấu cháo mới ngon nè. Có mau nhừ nữa. Ừ. Nó có nhựa, gạo này có nhựa. Chấm đùi, đùi nhái ăn cái. Mời cả nhà nha. Giòn, giòn xương luôn. Nhái mềm, ăn luôn xương. Húp ghẹt ghẹt ha. Về miền Tây mùa này thì nói chung là chịu đi chút xíu rồi có nào cháo các bạn. Kiều kiều nữ chân dài. Tháng luôn. Tới luôn. Gạo này nấu cháo ăn ngon ha. Nó có nhựa. Có nhựa. Đặt đang để nơi ăn nó đắng thiệt mà nó cái mình ăn hết rồi cái nó ngọt cái miệng lại có hậu có hậu do đắng nó ngọt không có mình ăn hết rồi cái nó ngọt cái miệng lại cũng như thằng kia nó nói khán giả yêu cầu nó ăn xài chấm muối ớt mà đừng để muối gì đó. Chấm muối ớt mà đừng để muối. Rồi sao kêu bằng muối ớt được. Không biết đường luôn. Đó là chấm chấm ớt. Cái đâu phải chấm muối ớt đâu. Nhưng mà nước mắm ớt. Nhưng mà người ta yêu cầu là muối ớt. Yêu cầu muối ớt mà đừng để muối. Là chấm ớt. Chấm ớt thì không đúng. Mình nằm ít muối thôi nhiều ớt. Đây, hy vọng cả nhà mình xem clip vui là chính nha. Đây, coi nè, cái nồi cháo nó hết bếp. Dính toàn ớt với nhái không? Còn hôm đi bắt ớt thì có gì luôn. Tí. Vàng tới luôn. Năm mươi năm trước vậy ta. Giờ cũng đẻ. Clip đó gì đâu hết cơ. Rồi bà đẻ em bé. Quá tài. Em không mắt gục mắt gan luôn không? Mắt gục. Vậy mới được chứ. Hết này nhà ở chển luôn, cái mùa dịch không ra được khỏi phòng mới có chứ thôi cũng không. Mấy con kiến cánh. Để rồi ok đó. Bây giờ mình trả lại nhập tịch với mấy anh em. Các bạn ơi, nay không có đem cái trống theo rồi. Có ai này ăn không có nhậu nha, ai cũng nhậu quýnh chết à. Rồi cho vô kỹ ra hòm luôn các bạn ơi. Hai chào cả nhà nha. Bây giờ tới lượt mình nha cả nhà ơi. Cái này em hút một phát luôn được không ta? Được đó. Đói quá. Vậy chứ cũng đói chứ không phải giỡn nha. Bỏ
Mời cả nhà nha, biết lâu mới ăn được cái cháo nhái cháo ếch nha. Ăn ở ngoài đồng, ngoài trong quê gì mới vui nữa nha. Rồi, cái gạo đắt vô nó thơm. Mời cả nhà nha. Ừ. Rồi, thử miếng nhái các bạn ơi. Rồi, ôi, hết đó. Đưa vô vậy. Ừ. Nhái nó mềm mà ngọt quá. Ừ. Quá trời đã. Hết thịt rồi lấy. Bữa nay đổi cameraman. Ngọt quá. Này bên cháu dinh dưỡng nấu cháu người lớn ăn ngon cũng ngon quá các bạn. Thấy tài. Làm cái gan ếch cái cả nhà. Trời, cái gan ếch này còn cái cục ấy vậy trời. Gì? Không còn cái mật quá gì. Em thử rồi mật. Phải không? Anh để cái mật lại mà. Ăn được không? Được mà. Được không? Ăn mật bổ có gì đâu. Đau không? Em nuốt qua luôn rồi. Nó chậm. Quá ổi đắng không là ngọt. Giống như nãy ăn rau đắng mà là ngọt. Ăn mặt ngọt quá hả? Ừ, ngon. Rau đắng nó thơm lắm cả nhà. Nè bây giờ mình thử tiếp cái vụ cái trứng nhái nè. Trứng nhái nha các bạn. Trứng nhái nha. Nghe kỹ các bạn, trứng nhái thử ra. Trứng cóc á. Không cảm giác chưa? Miếng nữa. Nó ít quá. Miếng nữa mới có cảm giác à. Cũng béo đó, ăn nó béo. Hai chào cả nhà nha. Sau những giây phút mệt nhọc thì bên này mấy anh em cũng càng quét banh hết nửa nồi. Còn nửa nồi ăn không nổi, ếch nhái một đống trống luôn. Ngày mai anh Hoàng em ăn sáng luôn chứ bây giờ ăn hết nổi. Thế gì chứ nào thầy còn bỏ cuộc. Vậy giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trên kênh Nga Lâm TV trong clip mới nha. Giờ thấy vui nhớ đăng ký kênh để xem nhiều clip mới nha. Giờ bye bye cả nhà nhé.